Chấn động, hai nghệ sĩ Việt nổi tiếng bất ngờ bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái Anh 17 tuổi khi du lịch Tây Ban Nha. Theo Mirror hôm 29 tháng 6, một cô gái Anh 17 tuổi lên tiếng cáo buộc hai người đàn ông nổi tiếng ở Việt Nam đã cưỡng hiếp mình trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Cô gái người Anh này khai báo với cơ quan rằng hai người đàn ông này, một người 37 tuổi, một người 42 tuổi đã tấn công mình tại một khách sạn ở Anrat, phía tây nam của hòn đảo sau khi họ gặp gỡ tại một nhà hàng gần đó. Sau khi thực hiện hành vi, hai người đàn ông này đã bắt cô gái đi tắm sạch sẽ để loại bỏ dịch dính trên người để loại bỏ bằng chứng phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng này vào sáng ngày 25 tháng 6, hiện đã được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha. Truyền thông địa phương tiết lộ hai người đàn ông ở chung khách sạn trong khi cô gái và gia đình lưu trú tại một khách sạn khác. Cả ba gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 rồi cùng trò chuyện, uống rượu với nhau trước khi dạo ngoài bãi biển. Sau đó, họ đến phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông, nơi bị cáo buộc hiếp dâm. Cô gái khai rằng hai người này sau khi ép cô quan hệ đã bắt cô đi tắm để loại bỏ dấu vết có thể buộc tội họ. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã rời khỏi hòn đảo cùng gia đình sau khi xác nhận lời khai với cơ quan điều tra. Khi trở về với gia đình, cô gái đã kể lại sự việc cho người dì của mình. Ban đầu, một cảnh sát đã được cử tới khách sạn để làm việc với cô gái và gia đình cô gái. Cô được đưa tới bệnh viện Son Epase tại địa phương để kiểm tra. Sau khi cô gái đã làm việc với cảnh sát và cung cấp các thông tin, hai người đàn ông đã bị bắt tại khách sạn trong buổi sáng ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 6. Hai người này hiện đã được tại ngoại sau khi trả tiền bảo lãnh. Dù vậy, hộ chiếu của họ đang bị nhà chức trách tạm giữ để nhà chức trách tiếp tục điều tra. Về phía cô gái, cô cùng gia đình của mình đã rời khỏi Mallorca. Về thông tin chính thức về hai nghệ sĩ Việt này là ai vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện rằng có sự trùng hợp về độ tuổi và nơi du lịch của hai nghi phạm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng, khi trước đó, cả hai nghệ sĩ thường xuyên khoe ảnh và clip cùng nhau đi chơi, khám phá các cảnh đẹp, món ăn ngon ở nước ngoài. Dù đi công tác nhưng nam diễn viên 37 tuổi và nam nhạc sĩ 42 tuổi không quên tập luyện thể thao, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip khoe mình cùng nhóm bạn, trong đó có Hồng đang cùng đi chơi golf với dòng trạng thái, bắt eagle đầu tiên trong đời. Sướng nhất lại là sân ở nước ngoài, đảo Mallorca hay còn gọi là Mallorca ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Hồng Đăng đã gặp một sự cố trong chuyến công tác lần này, anh đã bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. Bà xã Hồng Đăng chia sẻ câu chuyện giờ khóc giờ cười của chồng ở trời Tây, cứ tưởng em đang chat với người lạ, chồng em chắc lại mất điện thoại, lần thứ N, chuyến nào đi cũng có vấn đề, thôi may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi.